Blackpink húp sạch bát phở 280.000 đồng ở Hà Nội. Blackpink ăn bát phở 280.000 đồng và suất bánh mì 260.000 đồng trong một nhà hàng cao cấp tại quận Hoàn Kiếm. Nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink vừa kết thúc hai đêm diễn thành công tại Hà Nội trong khuôn khổ tour diễn khắp thế giới, Blackpink. Trong những ngày ngắn ngủi ở Việt Nam, bốn cô nàng thu hút được sự quan tâm của khán giả trong nước, quốc tế và bán được hơn 60.000 vé. Jennie, Jisoo, Lisa và Rosé chiếm được thiện cảm của công chúng Việt vì nỗ lực nói tiếng Việt và khen ngợi đồ ăn Việt Nam. Trong đêm diễn thứ hai, lần lượt các thành viên bật mí các món yêu thích. Lisa cho biết cô thích món nem nướng, còn Jisoo khen bánh mì ngon tuyệt vời. Đặc biệt, thành viên Rosé dành lời khen có cánh cho món phở. Tôi thích ăn phở, tôi đã bưng cả bát lên húp nước dùng, rất ngon. Tôi rất hạnh phúc khi ở đây, cô nói và mô tả bằng hành động việc húp tới giọt cuối cùng. Lisa cũng xác nhận nhìn thấy đồng đội ăn ngon lành bát phở. Trước đây, Rosé nhiều lần tiết lộ bản thân là fan cứng của phở Việt. Cô từng ăn phở ở Australia, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và nhiều lần được fan tặng phở gói ở sân bay. Nữ idol còn từng học cách phát âm từ phở thật chuẩn Việt. Đầu tháng 7, khi được fan hỏi, cuối tháng về Việt Nam, chị muốn ăn món gì nhất, Rosé nhanh chóng đáp lại, phở. Đoạn video ngay sau đó tạo nên cơn sốt trong cộng đồng Berlin Việt Nam, tên hội người hâm mộ Blackpink. Sau khi được fan tặng phở ăn liền, Rosé hào hứng chụp ảnh và khoe với thành viên Jennie về món ăn yêu thích của mình. Do lịch trình dày đặc, không có thời gian riêng nên nhiều người hâm mộ cho rằng bốn cô nàng đã thưởng thức ngay tại khách sạn ở trung tâm Hà Nội. Nhà hàng Bắc Sa là nơi duy nhất trong khách sạn này phục vụ các món ăn Việt kết hợp với đồ Âu. Nơi đây cũng mới vào danh sách Michelin Select được công bố hồi tháng 6. Nhà hàng được hướng dẫn bởi nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết, người lên thực đơn và trực tiếp thực hiện bữa tiệc thết đãi các nguyên thủ quốc gia tham dự hội nghị APEC 2017 tại Đà Nẵng. Bà cũng là người am hiểu ẩm thực Hà Nội, từng tham gia nhiều chương trình dạy nấu ăn trên TV. Mỗi bát phở được làm theo công thức của nghệ nhân Ánh Tuyết tại nhà hàng có giá 280.000 đồng. Phở bò gồm các phần thịt u, bắp, gầu. Theo bà Tuyết, việc lựa chọn thịt bò khắt khe đến độ một con bò nặng hơn 100kg nhưng chỉ sử dụng được khoảng 1,5kg thịt để làm phở. Xương bò để ninh nước phở cũng phải được lựa chọn kỹ càng, gừng, hành đều phải là loại ngon. Nghệ nhân cũng cho biết thêm để có nồi nước dùng ưng ý, việc ninh xương phải kéo dài hơn chục tiếng nhưng nếu hành, gừng không thơm đúng ý thì coi như bỏ. Ngoài ra, bát phở chỉ được mang vị ngọt từ xương, không sử dụng mì chính hay bất kỳ loại hải sản nào như sá sùng, mực, ăn kèm quẩy. Ngoài phở bò, nhà hàng còn có phở gà và phở chay, đều có giá 280.000 đồng một bát, phục vụ kèm quẩy, chanh, ớt. Khác với phở bò nấu kiểu chuẩn Hà Nội, phở gà được phục vụ lai với phở miền Nam khi dùng chung với rau húng, giá đỗ. Món bánh mì hút hồn Jisoo và Lisa có giá 260.000 đồng. Phần nhân gồm nạc vai heo nướng than, tết gan gà, tai heo, tương ớt sambal, dưa góp, dưa chuột, rau mùi, tai heo giòn. Ngoài bánh mì và phở, nhà hàng Bắc Sa còn phục vụ rất nhiều món ăn đặc trưng ẩm thực Việt Nam khác như cơm tấm, bún mọc sườn. Trước đó, thực đơn trước giờ diễn Blackpink của bốn nữ idol cũng được hé lộ. Các món này do một đơn vị cung cấp tiệc tại Hà Nội chuẩn bị. Món khai vị gồm salad, súp thịt bò, súp kem và súp trứng kiểu Hàn. Món chính chủ yếu là các món Hàn Quốc để quen khẩu vị các ca sĩ như dây út bô kem, được làm từ thịt heo, hành tây, tỏi, ớt xanh, hành, gochujang, gochuga, nước tương, gừng, đường nâu, dầu mè và tiêu đen, và ganbin, món thịt sườn om gia vị. Các món ăn kèm gồm rau xào theo mùa, miếng trộn Hàn Quốc giáp cha, nem tráng kiểu Việt Nam và cơm trắng. Tất cả các khách sạn, nhà hàng hay đơn vị trang trí phòng chờ ở sân vận động và cung cấp đồ ăn đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về bảo mật và quyền riêng tư. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.